Đầu tiên thì các bạn sẽ cài cái gói này cho mình. Cái công cụ là rsync các bạn ha. Copy tương tự cho máy slave. Thì sau khi chúng ta đã tải và cài đặt xong cái gói dịch vụ rsync là gói dịch vụ đồng bộ hóa cho Linux, thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản, một cái user các bạn ha. Thì cái user này thì trong quá trình mà chúng ta đồng bộ hóa dữ liệu giữa hai cái web server thì chúng ta sẽ kết hợp cái gói công cụ rsync với cái giao thức SH để chúng ta có thể bảo mật ha, bảo mật cái dữ liệu mà chúng ta đồng bộ, không cho hacker có thể thâm nhập cũng như là sửa đổi khi mà chúng ta đồng bộ hóa dữ liệu trên web server các bạn ha. Thì chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản để chúng ta có thể sử dụng được cái giao thức SH các bạn. Thì đầu tiên chúng ta muốn đồng bộ hóa dữ liệu từ máy master sang máy slave, cho nên cái tài khoản mà chúng ta sẽ tạo á để sử dụng SH á, là chúng ta sẽ tạo trên máy master các bạn ha. Còn nếu mà các bạn muốn đồng bộ hóa giữa máy slave á, thì các bạn sẽ tạo trên máy slave. Còn các bạn muốn đồng bộ hóa từ máy master sang cho máy slave thì các bạn phải tạo cái tài khoản SSH ở trên máy master. Rồi, mình ví dụ mình tạo một tài khoản tên là backup. Rồi, đặt password cho nó luôn. Ví dụ là B là backup a+123. Backup a+123. Rồi. Bước tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra đồng bộ các bạn ha. Chúng ta kiểm tra đồng bộ trước. Rsync từ đồng bộ từ máy slave chứ. Các bạn phải kiểm tra trên máy slave. Rsync rsync trừ avz trừ e sh rồi backup a+192.168.1.1.2. User share engine HTML. Ý nghĩa của cái câu đồng bộ hóa là như thế này, là các bạn cho phép đồng bộ hóa cho phép đồng bộ hóa kết hợp với lại SL để xác thực cũng như là bảo mật dữ liệu khi mà chúng ta đồng bộ thông qua cái tài khoản là backup của địa chỉ của cái máy master. Địa chỉ máy master là 192.168.1.1, thì do cái địa chỉ này phải là địa chỉ thật các bạn ha, không phải địa chỉ ảo, địa chỉ thật máy master, thì chúng ta sẽ đồng bộ hóa. Còn cái này là cái remote directory các bạn ha, tức nghĩa là cái ổ đĩa mà chúng ta muốn đồng bộ của máy master, cái thư mục mà chúng ta muốn đồng bộ của máy master về cái thư mục mà chúng ta muốn lưu trữ cái dữ liệu đồng bộ đó các bạn ha. Nên hai cái thư mục này là hai cái thư mục của hai cái document root của hai web server các bạn ha. Rồi cái option là trừ a trừ v trừ z. Rồi chữ e là gì? Trừ a có nghĩa là trừ a có nghĩa là achieve các bạn ha, là chúng ta sẽ tiến hành đồng bộ hóa theo một cái quy cách đệ quy. Thì cái quy cách này sẽ giúp cho bảo tồn được toàn bộ những cái dữ liệu trong cái thư mục từ máy master về máy slave ha, không bỏ sót dữ liệu nào hết. Rồi trừ v có nghĩa là chúng ta sẽ khi mà chúng ta đồng bộ hóa thì này thì nó sẽ hiện ra những thông tin ha, nó xuất ra màn hình những cái thông tin chúng ta biết là đã đồng bộ bao nhiêu phần trăm, là đồng bộ những cái file gì các bạn ha. Thì nếu chúng ta không có cái option trừ v này thì mặc định á, khi mà các bạn đồng bộ hóa bằng cái công cụ rsync á thì nó sẽ không xuất ra cái gì hết các bạn ha, nó không xuất ra thông tin gì hơn. Rồi trừ z là nó sẽ nén ha, nó sẽ nén cái dữ liệu từ cái máy master và đồng bộ về cho máy slave. Còn trừ e có nghĩa là các bạn sẽ chỉ ra cái giao thức kết nối là sh, rồi thông qua tài khoản, rồi tài khoản chỉ IP
và cái thư mục cần đồng bộ các bạn ha. Rồi thì như các bạn thấy là trước khi đồng bộ thì cái máy slide, cái nội dung của cái document root của máy slide, cái trang index á, cái trang index.html á, nó có nội dung là slide đúng các bạn ha. Còn trên máy master là engine đúng các bạn. Rồi bây giờ trên máy slide mình tiến hành mình đồng bộ về. Rồi à, I want to continue. Yes, các bạn nhấn yes ha. Warning. Rồi, các bạn nhập cái password của cái tài khoản SH về. Tức là cái tài khoản của backup á, của máy master mình đang đồng bộ trên máy slide, thì mình nhập tài khoản cái mật khẩu vào là backup a+123 và enter. Rồi ha các bạn ha. Thì nó sẽ đồng bộ được cái file. Thì nó chỉ đồng bộ cái file nào mà khác nhau các bạn ha. Thì cái file này khác nè, nó sẽ đồng bộ về cho máy slide. Rồi đó, nó xuất thông tin ra cho các bạn coi. Thì bây giờ các bạn F5 lại. Đó các bạn ha, nó sẽ cập nhật lại cái nội dung của trang web trên máy slide. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ tạo cái khóa mang ra, cái khóa để chúng ta xác thực cũng như là bảo vệ cái dữ liệu mà khi chúng ta truyền về từ máy master về máy slide. Thì bây giờ trên máy master, từ trên máy slide các bạn ha, các bạn tạo một cái thư mục, các bạn cd về cái home directory của thư mục root các bạn ha. Rồi các bạn em mà tạo một thư mục tên rsim. Rồi rồi các bạn sh chain rồi td dsa by 4 trừ f seek root rsim rsim micro rsim key. Các bạn ha, thì cái nghĩa của cái câu lệnh tạo key là gì? Các bạn sẽ tạo ra một cái key SH để giúp chúng ta xác thực cũng như mã hóa cái nội dung khi mà chúng ta đồng bộ từ máy master về máy slave thông qua cái giao thức các bạn ha. Trừ T là các bạn chỉ ra cái giao thức nào để mã hóa là giao thức DSA, và cái số bit mã hóa là bao nhiêu bit ha. Thì càng nhiều bit thì nó càng bảo mật thôi, mà nó được ngược cái là khi mà các bạn giải mã sẽ lâu hơn. Thì ở đây mình để mặc định là 1024. Rồi trừ F là các bạn chỉ ra cái file ha, chỉ ra cái đường dẫn tới cái file các bạn muốn tạo. Ở đây mình sẽ tạo cái file tên là micro trừ rsim trừ key. Rồi và enter. Các bạn để, các bạn không cần để mất file luôn, mình làm đơn giản luôn thì mình enter bỏ trống. Rồi em ha, như vậy là chúng ta đã tạo ra đây, chúng ta cd thử vào cái thư mục rsim nè, rsim. Rồi chúng ta đã có được một cái cặp key, cái thì nó sẽ tạo ra một cái cặp key là cái public key trên cái máy slide này và cái public key. Thì cái public key này chúng ta sẽ đem cho cái máy master này biết, để cái máy master này nó dùng cái public key này của máy slide nó mã hóa cái dữ liệu. Rồi khi mà chúng ta đồng bộ về cái máy slide này thì cái máy slide này nó sẽ dùng cái public key nó để nó giải mã các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gửi ha, chúng ta sẽ gửi cái key này qua cho cái máy master bằng câu lệnh như sau: string copy các bạn ha, scb là string copy, rồi root rsim micro rsim key chấm bub ha. Chúng ta chỉ gửi cái public key các bạn ha, còn cái private key này chúng ta phải giữ lại. Rồi tài khoản là bao nhiêu, .1.1. rồi gửi, chúng ta sẽ gửi vào cái home directory của cái tài khoản backup ở bên máy master nha các bạn. Rồi các bạn enter, các bạn điền cái mật khẩu của tài khoản backup vào. Ok, vậy là đã chuyển cái public key sang cho máy master. Bây giờ mình sẽ cd vào cái home directory của tài khoản backup ha, có cái public key các bạn ha. Rồi bây giờ
ở trên máy master này, các bạn sẽ chuyển qua cái tài khoản backup. Rồi các bạn cái public key này nó chỉ có tác dụng mà khi mà các bạn đặt nó vào trong cái file có tên là auto key, cái file có tên là authorize key các bạn ha, authorize key, thì cái key thì cái public key này mới có tác dụng. Và cái key, cái authorize key này thì nó phải được đặt trong một cái thư mục có tên là .sh các bạn ha. Rồi chính vì thế mà mình sẽ tạo ra một cái thư mục có tên là .sh ở trong cái home directory của tài khoản backup. Rồi mình sẽ set quyền cho nó ha. Rồi mình sẽ di chuyển cái Mirror Key này vào trong cái SH. Rồi mình ha. Rồi mình sẽ CD vào trong cái SH C.SH. Đây cái key nó sẽ nằm trong đây. Rồi mình sẽ đặt ha. Mình đặt cái key này vào trong một cái file như mình nói lúc nãy. Mình sẽ dùng cái chuyển hướng các bạn ha. Mình sẽ đặt trong một cái authorize keys ha. Một cái key xác thực authorize key. Rồi. Rồi. Đây các bạn thấy không? Có được cái authorize key. Rồi các bạn kiểm tra nội dung của file này ha, cái key xác thực của nó. Rồi, các bạn sẽ set quyền cho nó luôn. 600 authorize key. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái file này, trong cái file xác thực này. Các bạn sửa lại như sau. Đây các bạn ha, các bạn sẽ thêm vào một cái chủ lệnh như sau. Đây. Cái chủ lệnh mình tô đen nè. Có nghĩa là ý nghĩa của chủ lệnh là gì? Có nghĩa là các bạn chỉ cho phép ha, chỉ cho phép cái máy slave có địa chỉ là 192.168.1.2 đồng bộ hóa dữ liệu các bạn ha, thông qua SH với cái key xác thực ha, với cái key xác thực là như vậy, nằm trong thư mục này. Và không những cái option phía sau là không có bất kỳ giao thức nào khác các bạn ha, những giao thức nào bọt forwarding rồi PTI khác nó không cho phép, nó chỉ cho phép SH thôi. Rồi các bạn sẽ lưu lại. Ok, bây giờ ở trên vẫn trên máy master, các bạn sẽ tạo một thư mục tên là rsin các bạn ha, cũng trong home directory của tài khoản backup nha các bạn. Các bạn cd ra đây. Rồi mkd rsin. Rồi rsin check rsin ha, tạo một cái thư mục tên là check rsin. Rồi tập tin chứ, mình xin lỗi là mình tạo một cái tập tin check rsin trong cái thư mục rsin trên home directory của user backup trên máy master. Rồi thì cái file check rsin nó sẽ có nội dung như sau các bạn ha. Nó là một cái file strip các bạn, file share strip. Thì cái file này có ý nghĩa là nó sẽ chỉ cho phép giao thức SH các bạn ha, nó không cho phép những cái giao thức khác kết nối tới cái máy master của nó và đồng bộ dữ liệu về. Rồi các bạn lưu lại. Rồi các bạn cũng set quyền cho nó rsin. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đồng bộ các bạn ha. Rồi các bạn trở về tài khoản root. Rồi các bạn kiểm tra đồng bộ từ cái máy slide này bằng câu lệnh rsin. Rồi trừ avz cũng như trang lúc nãy,
nhưng mà chúng ta thêm những thông số như sau là trừ trừ delete ha, rồi cách ra trừ trừ exclude bằng sao, rồi space trừ trừ exclude bằng sao error trừ e sh trừ y root erasin rồi micro erasin key rồi thông qua tài khoản backup 92.168.1.1 và cái thư mục mà chúng ta muốn đồng bộ hóa là user share engine html user share share engine html. Rồi cái câu lệnh ý nghĩa, cái câu lệnh ý nghĩa của lệnh đồng bộ hóa là nó cũng giống như ban đầu thôi, nhưng mà chúng ta thêm vào những tham số là trừ trừ delete, có nghĩa là sẽ cho phép cái dịch vụ rc này có thể xóa đi những cái file hoặc là những cái thư mục nào mà có ở trên máy slave mà không có trên máy master, thì cái vị này đảm bảo là cái nội dung được đồng nhất từ máy master sang cho máy slave các bạn ha. Có nghĩa là máy master có gì thì máy slave chỉ được có như đó thôi, không được có hơn hoặc là không có khác hơn. Rồi exclude là ngoại trừ các bạn ha, ngoại trừ những cái file ha, ngoại trừ những cái file khác. Rồi stay là sẽ xuất ra những cái trạng thái, những thông báo cho các bạn biết, và nếu có lỗi thì nó xuất lỗi ra các bạn luôn. Rồi cái trừ e cũng vậy, là cái trừ e là các bạn chỉ ra cái giao thức để kết nối ha, cái giao thức đi kèm để kết nối tới máy master ha, thông qua cái key xác thực là cái key là cái và private key của mình á, để giải mã cái dữ liệu. Rồi thông qua tài khoản backup ha, còn rồi cái thư mục trên cái remote local remote directory và cái local directory. Rồi các bạn enter hai bạn ha, như vậy đồng bộ hóa hết rồi đó. Giờ mình thử mình thay đổi đi, tại do nãy mình đồng bộ rồi thì giờ mình thử mình thay đổi một cái gì đó để đồng bộ cái khác lại. User share engine HTML index. Rồi các bạn sửa thử lại một chút xíu, mình ví dụ mình thêm chữ server vào server, rồi lưu lại các bạn ha. Rồi các bạn đồng bộ hóa lại ha, thì nó sẽ đồng bộ cái file index ha. Giờ cái file index nó có cái sự khác biệt so với máy slide thì sẽ đồng bộ cái file index này về. Ok, giờ mình F5 thử ha, nó sẽ hiện chữ server y chang cái chữ y chang trên máy master luôn ha, dữ liệu đồng nhất. Rồi thì bây giờ không lẽ lúc nào mà các bạn cũng đồng bộ dữ liệu bằng tay đúng không các bạn, nên các bạn sẽ sử dụng một công cụ trên Linux để giúp để lên cái lịch ha, lên một cái lịch tại một cái khoảng thời gian nào đó thì cái máy slave này nó sẽ tự động nó đồng bộ hóa dữ liệu trên máy master về. Thì đầu tiên trước khi làm chuyện đó các bạn sẽ tạo một cái thư mục ha, các bạn sẽ tạo một cái thư mục mình ví dụ là mkdir rồi xuyệt mình ví dụ nhé tmb rồi erasin chẳng hạn ha, erasin. Rồi mình sẽ tạo một cái file ha, trong cái file này sẽ chứa một đoạn strip ha, cái đoạn strip đồng bộ vim xuyệt tmb erasin. Ví dụ là cái file strip tên là đồng bộ.sh. Rồi thì trong cái file strip này các bạn sẽ để cái câu lệnh đồng bộ hóa hồi nãy á, các bạn copy các bạn để vào đây ha. Đây mình sẽ copy lại cái câu lệnh đồng bộ hóa hồi nãy nè. Đây.
mình sẽ copy, mình dán vào đây, dán vào trong cái file script này y chang luôn, không khác gì hết ha các bạn. Rồi các bạn lưu lại. Rồi bước tiếp theo là các bạn sẽ sử dụng công cụ như mình nói lúc nãy, trên Linux nó có công cụ là runtab ha. Runtab là cái công cụ để giúp cho các bạn có thể lên một cái lịch ha, để thực thi một cái hành động nào đó cho hệ thống. Các bạn thêm tham số trừ -e để các bạn thiết lập nó các bạn ha. Rồi các bạn thay đổi như sau. Nó sẽ có cái file runtab này, nó sẽ có 5 dấu sao các bạn ha. 5 dấu sao ha, thì 5 dấu sao này tượng trưng là dấu sao đầu tiên là chữ tượng trưng số phút, rồi số giờ, rồi số ngày các bạn ha, ngày trong tuần thứ mấy, rồi chủ nhật không, tức nghĩa là giờ, phút, giờ, ngày bao nhiêu đó vân vân. Thì mình chỉ cần quan tâm tới hai cái sao đầu tiên là phút và giờ thôi các bạn ha. Ví dụ hệ thống mình đang là 9 giờ 14 phút tối thì mình phải cho đồng hồ khoảng là 9 giờ 16 các bạn ha, là 21 giờ 16 phút. Và cái file nó sẽ chạy cái file script nào? Có phải nó sẽ chạy cái file đồng bộ hóa của chúng ta không các bạn? Nó sẽ chạy cái file là scene. Rồi cái file là đồng bộ .sh luôn các bạn. Đây là scene. Rồi. Các bạn lưu lại. Ha, nó sẽ báo là đã thiết lập một cái runtab mới. Rồi giờ các bạn chỉ còn ngồi đợi thôi. Đợi tới 9 giờ 15 phút. Thì trong khoảng đó thì mình sẽ cũng sẽ thay đổi. Ở trên đây mình thay đổi một cái gì đó để cho nó đồng bộ hóa. Ví dụ engine master. Rồi. Và mình kiểm tra lại tên b erasin đồng bộ cho mét h, ok nha các bạn. Mình sẽ đợi tới 9 giờ 16 để mình coi nó có đồng bộ hóa được hay không. Rồi 9 giờ 16 các bạn ha. Đây 9 giờ 16, giờ mình sẽ F5 lại cái trình duyệt F. Nó vẫn chưa cái đồng bộ được. Engine master đúng các bạn. Để mình kiểm tra lại. Kiểm tra trên máy slide lại các bạn ha. Vim TMB Erasin Backup câu lệnh không có khác. Backup. Rồi để mình xem. Send HTML runtab 9 giờ 16 phút tối tên về xin. Nó vẫn chưa đồng bộ được. À các bạn biết tại sao mà cái file hồi nãy cái web server chúng ta chưa đồng bộ được không, là chúng ta chưa set cái quyền các bạn ha. Chưa set cái quyền cho cái file script này. Thì một cái file script thì nó phải có cái quyền execute các bạn ha. Thì các bạn phải set quyền cho nó ha. Các bạn set quyền là 755 ha, 755 hoặc 775 cho cái file đồng bộ .sh này, cái file script này. Rồi mình sẽ vào mình sửa lại, ví dụ là mình cho là 19 đi, 20 đi, nó qua 19 rồi, 21 giờ 20, mình ví dụ vậy các bạn ha. Rồi các bạn đợi khoảng một phút nó sẽ đồng bộ lại.
Các bạn đợi khoảng tí xíu nữa, tới 9:20 tối nó sẽ nào rồi. Bây giờ 9:20 là 21:20 đúng rồi ha. Rồi mình kiểm tra mình F5 lại nè. Đó. Thì nó sẽ tự động nó đồng bộ lại ha. Nó sẽ tự động nó đồng bộ cái nội dung từ miếng master về. Do chúng ta đã sử dụng cái công cụ là run test để chúng ta lên lịch đồng bộ hóa. Cái công cụ run test này là không phải chỉ là lên lịch đồng bộ hóa. Các bạn có thể sử dụng cái run test này để các bạn thực thi ha, lên một cái lịch để thực thi một cái gì, cái việc gì đó cho hệ thống của chúng ta ha. Rồi master đó, các bạn F5 lại ha, vẫn là engine master các bạn ha. Rồi như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn một bài lab khá là phức tạp về cách về cái dịch vụ cluster Hotbit các bạn ha, để đồng bộ hóa cũng như là cân bằng tải dữ liệu giữa hai web server engine với nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những bài lab lần tiếp theo. Chào các bạn.